ngày 17 tháng 1, Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Hưng Phú tổ chức chương trình Xuân yêu thương tặng quà cho học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt ở thị trấn Long Bình. Tại thị trấn Long Bình, anh Nguyễn Thành Đông, bí thư đoàn trường, Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình Xuân yêu thương được trường duy trì tổ chức hàng năm nhằm mang đến một mùa xuân vui tươi ấm áp cho các em học sinh. Đồng thời qua đây động viên khích lệ tinh thần để các em chăm ngoan học tập tốt. Với ý nghĩa đó, các bạn động viên thanh niên Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và chính quyền địa phương đã lần lượt trao tặng 30 phần quà Tết cho các em. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cùng 10 quyển tập, 1 bao lì xì. Chúc các em học giỏi, tiếp tục là cháu ngoan Bác Hồ. Trước đó, các bạn đoàn viên thanh niên Trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh còn đến thăm, chia sẻ, động viên tinh thần và chúc Tết cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.